Và hôm nay quay giới thiệu các bác tôi thanh lý đôi loa dàn đại Kenwood Bass 20 này. Đôi loa về hình thức còn rất mới. Tôi mở EKG cho bác xem. Tôi thanh lý đôi loa này với giá 2,5 triệu. Loa Bass 20. Một chung một dép Bass 20. Trên loa có lỗ thông hơi. Tôi đo kích thước cho bác xem. Loa này thích hợp cho các bác là ghép vào, ghép thêm để nghe nhạc. Nếu mà các bác có chỉ có loa karaoke thì có thể ghép thêm đôi loa vào để nghe nhạc thêm. Và các bác là chưa có loa thì mua về ghép nhạc rồi nghe nhạc cũng rất hay. Đôi loa kích thước là 27cm bề ngang, bề sâu là 20, bề cao là 48-49cm. Loa Bass 20 viền kim loại còn sáng bóng luôn, đẹp như mới. Tôi quay lại gần, trên mặt loa nó có ghi thông số. Loa tôi thanh lý với 2,5, giá 2,5 triệu đồng. Công suất 80W, trở kháng 8 ohm, 3 đường tiếng. Đây, viền kim loại sáng bóng luôn, chưa hề ố một tí nào. Tôi quay toàn cảnh. Đằng sau còn khá đẹp. Loa nói luôn là nguyên bản zin 100% nhé. Thì các bác gọi điện không nên hỏi thêm câu nào là loa có zin không hay là thế này thế kia. Có nào tôi nói luôn, nói chính xác luôn, không nói vớ vẩn. Trên video nào tôi nói cái nào như nào tôi nói luôn. Loa Rossi DG1 80W sản xuất tại Nhật Bản. Thùng loa còn rất đẹp luôn. Cạnh loa không móp méo không lở đấy. Tôi mở to nhạc các bác xem. Bác nhớ lại là bề ngang là 29. 29 hay 30 vậy đấy. Bề sâu là 20. Bề cao là 49-48 vậy. Tôi mở to nhạc các bác nghe. Các bác nào mà chỉ có loa karaoke mà muốn nghe nhạc hay thì có thể mua đôi loa này ghép vào cái bộ dàn karaoke của bác để nghe nhạc nó hay hơn. Tiếng khá ok đấy. 80W một loa. Trên đường đi về tình cờ tôi gặp em, người con gái trên lầu cao sau hàng trầu hoa mười giờ. Hoa mười giờ nở đó rực rỡ thôi hồn chôn chân. Tôi đứng lặng căm lung linh màu mắt tóc mây vương nắng hạ. Tôi loa này nó
nói luôn là zin 100%. Viền loa tôi không phải thay đâu, bởi vì viền này nó không bị mục, không phải viền cao su. Đây là viền vải, viền lụa ấy. Vải lụa vẫn còn nguyên zin luôn. Viền sáng bóng, zin 100%. Nghĩa chưa phải động chạm gì cả. Thường những đôi loa mà gân cao su thì phải thay. Nhưng kể cả phải thay thì không quan trọng, bởi vì quan trọng cái củ loa bên trong, chứ còn cái viền loa thì không quan trọng lắm. Như đặc thù đôi loa này nó không bị mục gân bởi vì nó là gân lụa. Trong trang sách nhỏ tôi đã biết yêu lần đầu. Loa Kenwood Rosie BG1 thầm đặt tên ti ngõ là. Cái âm đi Pioneer này tôi bán với giá là 4,8 triệu đồng. Pioneer SA 7600. Âm ly hình thức rất đẹp luôn.